Ok, chào mọi người. Hôm nay lại gửi cho mọi người ít cây cản quật nha mọi người. Đa phần cản quật này sẽ là những cây cản quật carbon. Đó. Có những cây lóng ngắn nè, lóng ngắn 3m nè, 4m2, 4m5, 5m4 và hai cây cuối cùng sẽ là hai cây 6m3 nha mọi người. Đa phần những cây này sẽ là hàng từ thị trường Nhật về. Đó. Về cho anh em làm cán quật nè, móc lỗ, câu gần. Đó. Cán quật cho anh em câu gần. Đó, cho anh em móc lỗ mùa nước về nè. Đó. Rồi, để mình lên cụ thể từng món cho mọi người xem. Chấp bán hàng thì cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗ không lên ship lên á thì anh em gửi về cho shop nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Ok, để gửi mọi người xem cái số 1. Thì cái số 1 là một cây cán quật lỏng ngắn nha. Đây. Thì cây là một cây cán quật carbon. Dài là dài 3m nha mọi người, dài 3m và cây này được sản xuất tại China. Đây, bên China. Đó. Thì cây này nó thu gọn chỉ có 42cm thôi nha anh em, 42cm. Ốc này của nó sẽ là ốc 11 nha. Đó. Thì đây. Cây này còn khá là mới nha anh em. Đây, rất là mới. Mấy cây cán quật này thì 3m này thì anh em về làm móc lỗ thì anh em câu mấy vô ruộng câu á, câu gô đồng, anh em câu lặt quật. Đó. Đó, thu gọn rất là gọn và nhẹ, đó, rất là dễ thuận tiện cho anh em câu. Đó. Còn rất là mới nha mọi người. Đó. Thì cái này nặng là 420g, dài 3m, ốc 11. Rồi, giá công khai số 1, giá sẽ là 600k nha anh em, 600k cộng ship cái 11. Đây, tổng thể của hình còn rất là sáng nhé. 600k cộng ship cái 11, một cây cán quật lỏng ngắn. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 gửi cho mọi người vẫn một cây cán quật lỏng ngắn. Đó. Thì cây này nó dài sẽ là 4m2 nha anh em, dài 4m2. Đó. Đây, tên của nó đây, một cây lấy từ thị trường Nhật về. Cây này vẫn là một cây carbon nha anh em. Cây này còn rất là mới. Phôi ở trong còn rất là mới nha. Cái gốc ở dưới đây là gốc nhám á, nó hơi bị chạy chạy thế này nha mọi người. Đó. Cây cán nhám để anh em cầm nó bị chạy chạy thế này. Đó. Thì cây này thu gọn ra tầm khoảng 60cm nha anh em, 60cm, 61cm. Đó. Phôi vẫn là phôi carbon. Dài là 4m2. Nặng sẽ là 380g. Đây, phôi đây, rất là đẹp. Đó. Vẫn thuộc dạng lóng ngắn nha nè. Đây, rất là đẹp nhé. Cây này cũng còn tương đối, cũng còn cứng nha mọi người. À, cây này cứng nhé. À, cho anh em về làm cản quật, thôi về móc lỗ, làm móc lỗ cũng rất là êm. Đây, gặp bò sẵn rất là đẹp. Mấy cây này thì mình đã kiểm tra sơ qua rồi. À, không có bể nứt gì trơn nha mọi người. Đó. Bể nứt gì thì sẽ không có, đảm bảo với mọi người luôn. À, thì mọi người mua hàng thì sẽ được kiểm tra hàng trước thanh toán thì yên tâm. Đây, phôi rất là đẹp nhé. Một cây 4m2 lóng ngắn. Về cho anh em làm cán quật móc lỗ rất là ngon nha mọi người. Ốc này ốc 11 thôi nhé. Rồi, giá công khai cái sổ 2, giá là 800k. Tiếp theo cái số 3. Cây số 3 gửi cho mọi người vẫn một cây cán quật. Đó. Thì đây một cây cán quật hàng Olympic nhé. Olympic nội địa nha mọi người. Đây. Cây Olympic. Cây này có dây đeo nè. Đó. Phôi là phôi sáng ít nha mọi người. Sáng ít. Cây này còn rất là mới nha. Sáng ít, sẵn găng guốc luôn. Đó. Thì cây này dài 4m2, nặng là 550g. Ốc này của nó vẫn vậy mọi người, ốc này của nó vẫn là ốc 11 nhé. Em mọi người, đây, sẵn ít nha, rất là đẹp luôn. Đó. À, lỏng này thì có chống nổ nè, vì nóc. Cây này tương đối cứng nha anh em, mà nó chỉ có 4m2 thôi. Rất là đẹp, phôi sẵn ít, rất là đẹp. Hai da, nóc. Gút ra là tương đối thẳng luôn nha mọi người. Gút ra tương đối thẳng luôn. Đó. Đẹp nha mọi người, cái này đẹp. Xây xác ít thôi. Tổng thể còn lại đẹp.
Ok. Rồi, giá công khai cây số 3, giá là 850k nhé. 850k cộng tiếp cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 gửi cho mọi người là một cây cán quật của Suzumi. Đây, một cây Suzumi. Cây này có dây đeo nè mọi người, dây đeo. À. Cái chỉ chỗ này thì nó bị sống một tí nè, nó nhưng mà vẫn còn rất là chắc nha. Chỉ đeo dây đeo thôi. Đó. À, ốc ở trên đây vẫn ốc 11 nha mọi người. Ốc này vẫn là ốc 11. Phôi vẫn là phôi carbon. Đó. Cái này nặng thì 400, cái này nặng là 475g, dài là 4m5 nha anh em. Dài 4m5, phôi carbon, nặng 475g. À, trong đây cũng còn rất là mới nha anh em. Đó. Rút ra cũng tương đối thẳng. Đây, lóng này thì có xe xác một tí. Đây, rút ra còn tương đối thẳng nha mọi người. Đó. Về cho anh em làm móc lỗ làm cán quạt thả ra nha. Đó. Rồi, giá cũng khai cây số 4, giá là 450k nha anh em. Đó, 450k một cây. Cây số 4, dài 4m5. Thôi vẫn là phôi carbon nhé. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 vẫn quậy. Đây, Suzumi, dài 4m5. Đó. Thì cái cán vợt này thì nó để là 4m5, nhưng mà cái này thì họ là tính luôn là cái mặt vợt mới đủ 4m5 nha anh em. Nếu anh em rút ra không á thì cái này ra tầm khoảng 4m2, 4m ha. Đó. Đây. Phôi này vẫn là phôi carbon, cây này siêu mới luôn nha mọi người. Đó. Cây này dạng chưa qua sử dụng luôn, rất là mới. Đây. Cán vợt. Đó, về làm móc lỗ quá. Cán quật, mấy cán quật Nhật này thì rất là xịn này. Đó. Rất là bền và xịn. Rồi, giá công khai cây số 5, giá là 550k nha mọi người. Đó, cây này còn rất là mới nhé. Tiếp theo cây số 6. Cây số 6 vẫn là một cây dài 4m5. Đây, cây dài 4m5. Tên của nó nha mọi người. Đó. Tem. À, cây này thì có dây đeo nè, dây gàn đeo. À, ốc trên đây vẫn ốc 11 nha mọi người. Ốc trên đây vẫn là ốc 11. Cái này nặng thì là 440g nha anh em. Nặng chỉ có 440g thôi. Phôi vẫn là phôi carbon. Đó. Cỏ xê sát dơ một tí thôi. Đó. Đây. Đó. Rút ra cũng còn tương đối thẳng nha anh em. 4m5. Rút ra tương đối thẳng. Đó. Cho anh em làm rút ra cây này thẳng nè. Thẳng và tương đối cứng. Cho anh em làm móc lỗ cán quật nha. Rồi, giá công khai cây số 6, giá là 500k nha anh em. 500k còn tiếp cây số 6. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 gửi cho mọi người quẳng một cây cản vợt của Romet. Cây này 4m5 luôn. Đây. À. Đây. Tem cũ. Cây 4m5. Ốc trên đây quẳng ốc 11. À. Thì cây số 7 thì này nó nặng là 450g nha anh em. Nặng 450g. Phôi và phôi carbon. Có xe xác ít. Đó, đây. Rút ra cũng tương đối thẳng luôn nha mọi người. Rút ra cũng tương đối thẳng luôn. Đó. Chỗ này có đệm inox chống nổ. Có xe xác nha anh em. Xây sát cái này do cát nó vào á, đây rút ra rút vô á, xây sát thôi, nhất xương dạng sơn ở ngoài thôi, phôi trong thì bao im nha mọi người, bao im bao bể luôn. Rồi, giá công khai cây số 11, giá công khai cây số 7, giá là 500 nha nè, 500k cộng tiếp cây số 7. Tiếp theo cây số 8, cây số 8 gửi cho mọi người là một cây cán quật, thì cây này dài 5m4 nha nè, 5m4, xây này nhiều anh em cần nè. Chất liệu carbon. Đó. Tên của nó đây, tem. Đây, đứt nó. Có dây đeo nè, đó. Ốc này vẫn ốc 11 nha anh em. Ốc này vẫn là ốc 11. Thì cái này nặng là 600g. Đó, phôi là phôi carbon. Đây. Rất là mới nha. Lóng đọt cũng tương đối mới, lóng này thì có xe xác ít. Đó. Còn rất ok nha mọi người. Đây ồn ngon lành. Đây, cái này nó nhận xuất sơn thôi nha, chứ không phải là nứt bể đâu. Đó.
cây này rút ra cũng còn tương đối thẳng nha nè, về cho anh em làm móc lỗ cán vật ngon lành. Đó. Anh em câu gần nè, đó, mấy anh em câu gần thì cây cán gợt này thì rất là thân thiện nhé. Rồi, cái này nặng là 600g và 5m4, ốc 1, giá công khai là 800k nha mọi người, 800k. Cây số 8, tiếp theo cây số 9. Cây số 9 gửi cho mọi người vẫn có một cây cán gợt. Đó, đây, số 9. Thì cây này tên cho nó nè, Roman, cây này dài 5m4 nhé. Cây số 9 dài 5m4, phôi vẫn là phôi carbon. Cây này cũng còn tương đối ok, đó, sạch sẽ đẹp. Đó, ngoài hình ở ngoài, ở trong đây, đó, bóng như này, tương đối bóng, bóng lưỡng luôn. Đó. Đây, cây này còn bóng lưỡng luôn nha mọi người. Đó, đẹp, cái này gọi là xuất sắc. Cây này còn đẹp nha anh em. Đó. Đây, lóng này không bị xước nữa nè. Đó. Cây này cũng còn cũng tương đối cứng, về cho anh em là móc lỗ làm cán vợt, câu gần. Rồi, cây này nặng là 580g, ốc 1 và 5m4, giá là 850k nha mọi người, 850k cây số 9. Tiếp theo cây số 10 và cây 11. Cây 10, cây 11 là hai cây dài là 6m3 nha anh em. À, dài 6m3 cho anh em đi săn hàng. Đây, gốc đây. À, cây số 10 nó còn túi đeo nè, đó. À, còn cái dây đeo nè, dây gàng. Cây này một cây Isotama dài 6m3, à, cản vật. Phôi ngoài nhìn cũng còn tương đối đẹp nè, đó. Đây. Kim. Đẹp như này. Nên vậy là cản vật là một lỗ ngon lành. Cây này 6m3, nặng là 687g. Đó. Ngon lành nhá. Nên em về là móc lỗ. Cây này còn tương đối đẹp mới nha anh em. Rồi, giá công khai cây số 10, giá là 850k luôn nha. 850k cây số 10, một cây cán vợt dài 6m3. Tiếp theo cây cuối cùng, cây số 11. Cây 11 gửi cho mọi người là một cây cán vợt. Đây, dạng sẵn ít nè, phôi ở ngoài phôi sẵn ít nè. Đó. Cây này dạng săn hàng. Cây này một cây cán vợt của Ryobi, hàng Korea xuất Nhật. Đó. Cây này cũng còn tương đối mới nha anh em. Còn tương đối mới. Ốc này còn ốc 11. Phôi là phôi carbon. Đó. Cái này đẹp nha nè, lóng này đẹp nè. Có lóng chống nổ nè. Miếng inox này chống nổ. Cái cây này thường nó rất là cứng nha. Cái cây này thường tương đối cứng. 6m3. Ngon lành nha nè. Phôi đẹp. Thì cây này nặng là 790g nha nè, nặng 790g đó. Dài là 6m3, ốc 11. Rồi, giá công khai cây cuối cùng, cây số 11, giá sẽ là 1 triệu nha nè, 1 triệu cộng ship cây 11. Cây này tương đối cứng nhé, vậy cho anh em săn hàng đi gần, móc lỗ câu gần. Rồi, đó tổng cộng 11 cây cán vợt lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào có thể chốt để shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.